nếu thấy hữu tịch biếng nhác dài đãi đại bồ tát sanh lòng thương xót nói pháp như vậy hữu tình các ngươi nên tinh tấn siêng năng đừng biếng nhác dài đãi với pháp lành người dài đãi không thể nào thành tựu các pháp lành và những việc thủ thắng do biếng nhác dài đãi mà các ngươi đọa vào các đường ác chịu vô lượng khổ cho nên các ngươi không nên dung chứa tâm biếng nháp dài đãi, dù trong khoảng sát na, huống chi để nó kéo dài liên tục. Nếu thấy hữu tình, thất niệm, tâm tán loạn không tịch tịnh, Đại Bồ Tát xanh lòng thương xót nói Pháp như vậy. Hữu tình các ngươi nên tu tập tịnh lự, tâm đừng có thất niệm tán loạn, tâm như vậy không thuận với Pháp lành mà tăng trưởng Pháp áp, hiện tại nhận lấy suy tồn. Do đó các ngươi sau khi qua đời, đoạ các cõi ác chịu vô lượng khổ, cho nên các ngươi không nên dung chứa tâm tương ưng với thất niệm tán loạn, dù trong khoảng sát na, uống chi để nó kéo dài liên tục. Nếu thấy hữu tình ngu si ác tuệ, Đại Bồ Tát danh lòng thương xót nói pháp như vậy. Hữu tình các ngươi nên tu thắng tuệ, chớ khởi ác tuệ. Người có ác tuệ không thể đến các cõi lành thì làm sao giải thoát được. Do nhân ác tuệ này mà các ngươi đọa vào các cõi ác bị vô lượng khổ, cho nên các ngươi không nên dung chứa tâm tương ưng với ngu si ác tuệ, dù trong khoảng sát na huống chi để nó kéo dài liên tục. Nếu thấy hữu tình nhiều tham dục, Đại Bồ Tát xanh lòng thương xót, dùng phương tiện dạy họ tu tập quán bất tịnh. Nếu thấy hữu tình nhiều sân giận, Đại Bồ Tát xanh lòng thương xót, dùng phương tiện dạy họ tu tập về phép quán từ bi. Nếu thấy hữu tình nhiều ngu si, Đại Bồ Tát xanh lòng thương xót, dùng phương tiện dạy họ tu tập phép quán vẻ nhân duyên. Nếu thấy hữu tình nhiều kiêu mạn, Đại Bồ Tát sanh lòng thương xót, dùng phương tiện dạy họ tu tập giới phân biệt. Nếu thấy hữu tình nhiều tầm tứ, Đại Bồ Tát sanh lòng thương xót, dùng phương tiện dạy họ tu phép quán hơi thở. Nếu thấy hữu tình mất tránh đạo, Đại Bồ Tát sanh lòng thương xót, dùng phương tiện dạy bảo hướng dẫn để vào tránh đạo, nghĩa là đạo thanh văn, đạo độc giác, đạo như lai, thì dùng phương tiện vì họ nói pháp như vậy. Những gì mà các ngươi chấp lấy thì tự tánh của nó đều không, chẳng phải trong cái pháp không mà có thể chấp lấy, vì vô sở chấp là tướng không. Như vậy này thiện hiện khi các đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, an trụ trong thần thông ba la mật đa, dùng phương tiện tự tại, giảng nói tránh pháp để làm lợi ích an lạc cho các loài hữu tình thiện hiện nên biết nếu đại bồ tát lìa xa thần thông ba la mật đa thì không thể nào tự tại giảng nói tránh pháp làm những việc lợi ích cho các hữu tình thiện hiện nên biết như con chim không có cánh thì không thể nào bay lượn trên bầu trời để đến những chỗ xa các đại bồ tát cũng như vậy nếu không có thần thông ba la mật đa thì không thể tự tại giảng nói tránh pháp làm những việc lợi ích cho các loài hữu tình cho nên này thiện hiện các đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sẽ phát sanh thần thông ba la mật đa nếu phát sanh thần thông ba la mật đa tức là có thể tự tại giảng nói chánh pháp tùy ý làm lợi lạc cho các loài hữu tình thiện hiện nên biết các đại Bồ Tát dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn người, nhìn khắp hằng hà xa số thế giới chư Phật trong mười phương và thấy các loài hữu tình sống nơi đó, thế rồi phát sanh thần cảnh trí thông, chỉ trong khoảnh khắc đã đến được cảnh giới ấy, dùng trí tha tâm mà như thật liễu tri tâm và tâm sở pháp của các hữu tình ấy tùy theo căn cơ thích ứng mà nói pháp giải thoát nghĩa là nói bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc nói bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo hoặc nói bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc nói tám giải thoát cho đến mười biến xứ hoặc nói pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện hoặc nói tất cả môn đà la ni môn tam ma điện hoặc nói pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không hoặc hoặc nói chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc nói thành đế khổ tập diệt đạo, hoặc nói nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, hoặc nói các pháp do duyên sanh, hoặc nói vô minh cho đến lão tử, hoặc nói tất cả pháp môn của quần xứ giới, hoặc nói đạo thanh văn, hoặc nói đạo độc giác, hoặc nói đạo Bồ Tát, hoặc nói Bồ Đề, hoặc nói Niết Bàn, để cho các hữu tình đó nghe pháp này rồi, đều đạt được lợi ích, an vui, thù thắng đại bồ tát ấy dùng thiên nhĩ thanh tịnh hơn người có thể nghe tiếng tất cả người chẳng phải người nhờ thiên nhĩ này mà nghe tránh pháp của tất cả như lai like, ứng tránh đẳng giác trong hàng hà xa số thế giới chư phật ở mười phương nói nghe rồi thọ trì tư duy ý nghĩa theo pháp đã nghe mà như thật rằng nói cho hữu tình hoặc nói bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa nói đầy đủ cho đến hoặc nói bồ đề hoặc nói niết bàn để các hữu tình đó sau khi nghe pháp đều đạt được lợi ích an lạc thù thắng. Đại Bồ Tát ấy dùng tha tâm trí thông thanh tịnh hơn người như thật biết rõ tâm, tâm sở pháp của các loại hữu tình, tùy theo căn cơ thích ứng mà nói pháp giải khát cho chúng. Nghĩa là nói bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, nói đầy đủ cho đến hoặc nói bồ đề hoặc nói niết bàn để cho hữu tình kia sau khi nghe pháp ấy đều đạt được lợi ích an vui thù thắng đại bồ tát ấy dùng túc trụ tùy niệm trí thông nhớ được những việc quá khứ của mình và người nhờ túc trụ tùy niệm trí thông này mà như thật nhớ biết tất cả tên sai khác của chư phật và chúng đệ tử ở quá khứ. Nếu các hữu tình nào thích nghe những việc đời trước ở quá khứ, để được lợi ích thì liền giảng nói những việc đời trước cho họ nghe, nhờ đây mà dùng phương tiện nói tránh pháp cho họ, nghĩa là nói bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, nói đầy đủ cho đến hoặc nói bồ đề hoặc nói niết bàn, để các hữu tình đó sau khi nghe pháp ấy đều đạt được lợi ích an vui thủ thắng. Đã Bồ Tát ấy dùng tấn tốc thần cảnh trí thông đến hàng hà xa số thế giới chư Phật trong mười phương, gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, trồng các căn lành với chư Phật, rồi trở về cõi của mình để nói cho hữu tỉ nghe những việc ở cõi Phật ấy nhờ đó dùng phương tiện đem tránh pháp nói cho họ nghĩa là nói bù thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa nói đầy đủ cho đến hoặc nói bồ đà hoặc nói niết bàn để cho các hữu tình đó sau khi nghe pháp này đều đạt được lợi ích an vui thù thắng đại bồ tát ấy dùng tùy sở đắc lậu tận trí thông mà như thật biết rõ các loại hữu tình lậu đã tận hoặc chưa tận cũng như thật biết phương tiện lậu tận vì những người chưa lậu tận để giảng nói pháp giải thoát nghĩa là nói bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa nói đầy đủ cho đến hoặc nói bồ đề hoặc nói niết bàn để cho các hữu tình đó sau khi nghe pháp này đều đạt được lợi ích an vui thù thắng như vậy này thiện hiện các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nên phát sanh thần thông ba la mật đa. Đại Bồ Tát ấy do tu tập thần thông ba la mật đa nên được viên mãn, có thể thọ nhiều loại thân tùy theo ý muốn, nhưng không bị tội lỗi của khổ vui làm ô nhiễm, giống như hóa thân của Phật, mặc dầu làm những sự việc như vậy nhưng không bị tội lỗi của khổ vui làm ô nhiễm như vậy này thiện hiện các đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nên đạt được du hí thần thông ba la mật đa nếu đạt được du hí thần thông ba la mật đa thì có thể giáo hóa cho các hữu tình được thành tựu trang nghiêm thanh tịnh cõi phật mau chóng chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà hiện hiện nên biết nếu đại bồ tát không giáo hóa các hữu tình được thành tựu tra nghiêm thanh tịnh cõi Phật thì không thể nào đạt được sự mong cầu về quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Vì các đại bồ tát chưa viên mãn tư lương bồ đề thì chắc chắn không thể nào chứng được sự mong cầu về quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Cụ Thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, tư lương Bồ Đề của chư đại Bồ Tát là những gì mà chư đại Bồ Tát nên viên mãn tư lương Bồ Đề mới có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Phật dạy, này thiện hiện tất cả pháp lành là tư lương Bồ Đề của Bồ Tát. Cụ Thọ thiện hiện lại bạch Phật, tất cả pháp lành là gì? Phật dạy, này thiện hiện các đại bồ tát từ khi mới phát tâm tu hành bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa trong đó đều không phân biệt chấp trước nghĩa là nghĩ như vậy đây là bố thí cho đến bát nhã do sự việc này là sự việc để mà tu tập bố thí cho đến bát nhã ba phân biệt chấp trước ấy đều không có vì biết tự tánh của các pháp đều không do tu sáu ba la mật đa bố thí vân vân mà có thể mình được lợi ích và cũng có thể làm lợi ích cho tất cả hữu tình để ra khỏi sanh tử chứng niết bàn. Đó gọi là pháp lành, cũng gọi là tư lương bồ đề của bồ tát, cũng gọi là đạo của đại bồ tát. Chúng đại bồ tát quá khứ, hiện tại, vị lai đều tu hành đạo này. Được đạo này rồi sẽ được đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề ngay hiện tại, cũng làm cho hữu tình ngay hiện tại vượt qua biển lớn sanh tử được niết bàn an lạc. Lại nữa này thiện hiện các đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm tu hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo an trụ trong pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không an trụ vào chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ an trụ vào thánh đế khổ tập diệt đạo tu hành bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc tu hành tám giải thoát cho đến mười biến xứ tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện tu hành địa vị đại bồ tát tu hành tất cả pháp môn đà la ni môn tam ma địa tu hành mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng tu hành pháp không quên mất tánh luôn luôn xả tu hành trí nhất thiết chỉ đạo tướng trí nhất thiết tướng trong đó hoàn toàn không phân biệt chấp trước nghĩa là suy nghĩ như vậy đây là bốn niệm trụ cho đến trí nhất thiết tướng do như vậy mà làm như vậy mà tu bốn niệm trụ cho đến trí nhất thiết tướng ba phân biệt chấp trước này hoàn toàn không có vì biết tự tánh của các pháp là không nhờ đã tu bốn niệm trụ cho đến trí nhất thiết tướng này mà có thể tự mình được lợi ích và cũng làm lợi ích cho tất cả hữu tình để chúng ra khỏi sanh tử chứng niết bàn nói là pháp lành cũng gọi là tư lương bồ đà của bồ tát cũng gọi là đạo của đại bồ tát quá khứ vị lai hiện tại chúng đại bồ tát đều tu hành đạo này được đạo này rồi hiện tại sẽ chứng được quả vị vô thượng tránh đằng bồ đà cũng có thể chiến hữu tình được đạo ấy hiện tại vượt qua biển lớn sanh tử đạt được niết bàn an vui hiện hiện nên biết lại có vô lượng công đức mà đại bồ tát tu tập cũng đều gọi là pháp lành cũng gọi là tư lương bồ đà của bồ tát cũng gọi là đạo của đại bồ tát các đại bồ tát cần phải tu tập các pháp lành thù thắng như vậy cho hoàn toàn viên mãn thì mới có thể chứng đắc trí nhất thiết trí chứng trí nhất thiết trí rồi mới có thể không chuyển tránh pháp luân sai lầm khiến cho hữu tình hoàn toàn an lạc